Hả? Mà không bắt chuyện mà chơi bạn để chơi bắt chuyện gái rồi thế. Thường con trai bắt chuyện trước chứ. Từ từ đã. Chứ bạn từ từ. Sao lại từ từ? Tại sao lại phải từ từ? Hai bạn không biết nói chuyện với tôi à? Ừ. Mà sao lại mời tôi? Bên kia bà sao biểu á? Mình nhìn kinh thế. Nhung này. Gì? Những đôi mắt ngừng kìa. Thank you Mai. Xin lỗi. Bạn ơi, bạn ngại à? Bạn ngại tôi à? Ông bạn này. Sao bạn không ông nói bạn gì ơi. Tôi? Thì tôi phải nói với bạn à? Ok bạn ơi. Mình cũng sẽ không nói chuyện với mọi người ạ. Thường thì người khác đối xử với mình như nào mình sẽ đối xử với người ta như thế. Ok bạn. Thấy tôi ok không? Ok bạn. Cái móng ok bạn. Móng tay chắc vào tủ kính được. Chắc vào tủ kính đi. Mai mà muốn kiếm. Mai đây nè. Bạn thấy em này xinh không? Machino à? Machino phải không? Đây là một người em. Một người em lái xích lô. Machino. Là lái xích lô mà. Là Machino. Ồ, anh này là anh xe hàng à? Mấy lần không, anh này là anh xi măng, anh hay là còn gọi là anh xi ảnh á. Hay gọi xi ảnh còn đây. Nó. No. Chị đang ăn kem. Trời ơi, chị đã xuân rồi còn biết ăn kem nữa. Trời ơi. Là anh xem hẹn quả kéo solo với ai ấy. Đấy, người chị này. Gì? Hà bảo là tại sao chị lại làm hình trái tim với bạn em? Người ta thích cho bạn ơi. Đang làm thay Hà. Hà nãy bật like phát Hà đã làm như này rồi. Đâu? Em có làm đâu. Cảm ơn à. Chị phải... chị thích người ta, chị phải biết điều. Chị phải biết điều. Ăn xong thì nấu em mép đi.